Hoàng Giang chơi phát này bao nhiêu em nhỉ? 3.500 FC này em chơi bao nhiêu tiền đây? 7 nháy. Tuấn Linh nhanh xin chào. Hết tháng hết sự kiện TI có thể nhé, sang tháng 4 khả năng limit TI. Nay chơi 7 gói kim cương mà hơn 100 tỏi á. Đấy được rồi. Kim cương cũng được, kim cương BP cũng được. Duy Thanh hình thức đứng tên dùm đợi nào ổn về lại gì. Biết rồi nhưng mà đấy là cái 1,5 triệu à? À. Thì chơi 1,6 triệu hay là chơi 1,5 triệu thôi. Thực ra cái vấn đề về việc là bán cho ai thì ông Abramovich ông sẽ tính rất là kỹ. Đỗ Hoàng Giang đã gửi 30 sao. Một tia 5A ơi. Sao đây cũng là một cái tài sản khổng lồ của ông ấy mà. Một cái tài sản biết bao nhiêu lâu nay. Chúng ta sẽ có là 175 cộng thêm 5 và sẵn là 180. 180 cái tích lũy. Có Mahrez, Kevin, Đinh Hùng đối chơi MC. Thực ra hôm qua Mahrez cũng không sáng lắm. Mahrez hôm qua là người kết thúc mấy pha tấn công cũng tạm tạm thôi, chứ thực ra nếu mà vai trò quan trọng phải là Kevin với lại con này. Mình Phát đã gửi 30 sao. Hello anh Luận. Đây đây, bạn nào vừa gửi đấy. À vừa rồi là Minh Phát à, rồi ok Phát Tokura. Cảm ơn em gửi sao nhé. Minh Phát 30. Hôm qua nếu mà vai trò quan trọng thì phải là Kevin và Bernardo Silva. Trừ đi 500 triệu gốc à, anh khỏi Covid chưa? Cũng tạm rồi, bây giờ là hai vạch mờ mờ. Em nghe tới đây đã dẫn Việt Nam dự SEA Games không? Chưa biết được. Đầu tiên chắc là cái OTW chỉ 100 cộng 8 à? Hay là làm hai cái gói này? Sẽ là gói 102 cộng 1 đến 5. Ồ, 102 cộng 1 đến 5 mua hai gói này. Hay là chơi một phát 100 này. Ở folder này hay đúng không? Tin đã cái này thì Arsenal ngồi lên đầu MU thôi. Tối nay nhiều kèo không, ít kèo nhé, tối nay ít kèo. Folder gói 3 gói 50. Thế này thì mấy gói 50 bạn ấy dùng mất 3 gói rồi. Giờ còn lại 2 thôi. Em ở được GK cộng 8 cao 102 á, biết rồi, còn đấy con hàng Serpent. Thủ môn trẻ ngày trước đá bên Ajax. Nào, nên chơi cái gì đây? Cái này 30. 30 là cái TI fake à? Ok, mở này đi, một cái 100 này. Một cái 100 này. Một cái 50 vé tích lũy này. Và một cái 30 tích lũy nữa. Vâng, Shigeki là ai? Shigeki anh có thể lên Google tìm. Trước một trong những kiểu nhà báo viết bóng đá, viết bài bóng đá nhiều. Ngoài đấy nhỉ? Cũng được rồi đấy. À, bây giờ ở đống này. Trừ 500 triệu đi. Cháu Tuấn Mạo nhá. Em nghĩ 9% bắn cho ông bạn điều kiện để mua lại hoặc là đứng tên dùm xong là bơm tiền theo đội bóng kiểu theo dõi. Đúng rồi. Cái cách đấy là cách né. Né luật bây giờ. À, sau khi bóc ok trước tiến. Tỷ phú 3 10 gói đầu tiên trông cũng phải chưa ổn lắm. 11 gói đầu tiên 5 cái 300 triệu 4 cái BP may mắn 102 tỷ. Chưa thấy ấy lắm. 550 triệu 500 đến 10 tỷ. Chưa mượt lắm. Hello Trường Phát nhé. Xem nào. Để có gì đặc biệt không này. 900 triệu 2 nháy. Chào Tuấn DZ nhé. Ông chỉ định bán cho em nhưng em làm team trẻ. Ok. Anh đỡ chưa? Cũng đỡ rồi. Chào Trịnh Thuần bác ơi. 500k tỷ phú B thu bao nhiêu BP á? 500k là đồng khoảng 8 tỷ trở lên. Chơi 500k tầm 8 hoặc 9 tỷ BP trắng trở lên. Mấy này chơi 1,5 triệu. 1,5 triệu thì cố gắng mục tiêu tầm khoảng 30 tỷ. 30 tỷ gì đấy. Trừ 500 triệu nhá, nhớ nhá. Thì nó còn có chứ, có lâu rồi. Thằng con lớn của tôi đấy. Làm phát được 29 tỷ BP trắng không này. Vậy là chơi là phải 1 ăn 20 đấy. Để tôi sửa lại tỷ lệ. Phải tầm 1 ăn 20 trở lên. Thằng con lớn nhà tôi năm nay là ấy rồi 9 tuổi.
3 tỷ này. Tôi đánh hôm qua Arsenal đã tín ấy. Không tín lắm. Arsenal về mặt tấn công được, chứ còn về mặt thủ vẫn còn nhiều cái ngớ lắm. Thế thắng khi nào xả ác nhịn là 2 năm á. Hôm đấy là bác Trịnh Thuần với bác cái đấy. Bác Khánh nghiêm túc. Tầm mùng 8 tháng 3. Sổ tay em viết bao nhiêu tiền vậy? 400 SC. Chào bạn Dũng. Ông kia cũng 11 tỷ với không thua boss mấy. Thua cứ 2 tỏi biết rồi. Mặt như 30. Tôi 36. 36 tuổi. Sắp bước sang 37 rồi. 2 tỷ 6 nữa. Đấy. Vậy là tầm 38 tỷ đấy. 1 triệu rưỡi mà chưa mở hết thẻ. Chúng ta ở đống này nữa. Anh ấy mấy ngày mà khỏi á? Anh là hơn 1 tuần. Nhưng bây giờ thì tạm tạm gọi được khỏi. Chào Nguyễn Sự, Quý Phạm. Nhà Tuấn DZ chế nhai chưa? X2 phải tầm cuối tháng này. Đã khuyên qua xem MUDA nó nắm tí đập màn hình luôn này, xem nó cay à. Thực ra hiệp đấu đầu tiên thì là hiệp đấu mang lại hy vọng. Cái hiệp đấu đầu tiên MU MC tưởng như hy vọng. Bởi rõ ràng MU không thiếu cơ hội. An ba ủi yếu thế. Vâng, trường phát cháu F0 đi đá banh bình thường đấy. Chào Hoa Nguyễn. Cò ke. À, tiền to đấy nhờ. Đấy, gói này trông vẻ ược được đấy nhờ. Gói này trông được đấy. Đúng 102 luôn. Cho nên ghi bom thì hôm nay khả năng không có gì mất. Ghi tạm tạm bom vậy. Đắc Huy đang test như Huy nhá. Anh đang test cái gọi là gói BP tỷ phú đây. Trận qua Mắc 2 là ok đúng không? Mắc 2 thực ra có tình huống gọi là bị bật ra xong lọt qua háng. Tình huống mà để Kevin De Bruyne đệm bóng cận thành ấy. Tình huống đấy thì thôi cũng không trách được. Sẽ như tư thường là giao lưu trên stream đúng không? Quý Phạm cầu thủ xuống giá nhẹ, cũng xuống nhẹ thôi. Ở đây là bật Mắc 2. Vâng, trẻ thấy sao đá lâu anh Bách đã ổn phết, không ăn thua đâu. Chelsea đá sao ổn Vinh Bách thực ra chữa cháy này, ổn gì đâu. Nhìn đây em bất lực, bất lực. Giờ nha, gánh tim nhưng không gánh được hết. Em đoán dẫn X2 trước hết sổ tay mùa này sống không nhá. X2 thì tầm khoảng 25-26. Vâng, Duy Hương anh lại rồi. Hôm qua thực ra thì xem bóng đá. Hôm qua làm chương trình của gọi là xem bóng cùng KOL cho nên là không ấy được, không like được thôi. Hồ Minh Thuận chính xác đấy, hôm qua tệ nhất Bruno. Bruno hôm qua mang rất nhiều những hy vọng dành cho MU nhưng mà cái hiệu quả mang lại của Bruno kém quá. Mắc hai phải khóa cả comment Instagram, Fred thì xóa comment. Kevin mấy quả truyền trong khe giữa hai anh. Kevin khe làm gì? Tầm bây giờ thì không thể nào so sánh Bruno với Kevin được, không đủ tầm. Ando Fernando. Dạ đúng không, gọi là chuyển quốc tịch Fernando. Chuyển quốc tịch sang bên tàu khựa Fernando 2 tỷ rưỡi, 2 tỷ mốt. Chả biết có nên ghi ông này không. Fernando Minh Phát off rồi à, ok bye bye em. Minh Phát đã gửi 25 sao. Em off trước anh ơi, bye bye anh. Anh nghĩ giờ này Bruno vấn đề gì không? Có đấy. Anh cảm thấy Bruno có vấn đề. Hiệu quả rất nhiều trận đấu gần đây mang lại là kém. Mặc dù có một vài trận mà ghi bàn với kiến tạo đấy nhưng mà không ổn. Chắc là về cái mặt cảm xúc đá kém rồi. Bây giờ Bruno sau khi có Rô về một cái cảm giác như kiểu không còn là ngôi sao của đội nữa. Nên thấy cái cảm xúc của Bruno nó không ổn. Có Pogba hôm qua đá sáng. Nhưng Pogba thể lực không đủ nên là hết trận, không đá hết trận được. Đến phút 65 là thay luôn. Đấy, ngon không? Như vậy nếu tính cho là bán con này đi nữa. Con này bán tầm 4 tỷ. Bán 4 tỷ thu tầm khoảng bao nhiêu đây? 3 tỷ đi. Đấy, như vậy là tầm khoảng 38 là 41 tỷ này. 41 tỷ con này bán có tầm khoảng 2 tỷ nữa. Rồi tầm khoảng 42 tỷ. Ngon phết. À chào Quân, lấy friend đang icon 5 rồi. Ôi, bốn vạch ngon rồi em. Hello A, qua E vừa lên con phép đi năng icon cộng 5 chơi gần 4 vạch A. Quá ổn em ạ, quá ổn.